Đây, xin chào các bác, em lại view tiếp cho các bác cái mẫu điều hòa Panasonic luôn bác, các bác nhá. Máy 12.000 BTU đây, con này full tính năng luôn. 12.000 BTU full tính năng. Cho con mã là 22ZKX. Đây. 22ZKX. Đây. 1,02 kW. Độ tĩnh vi điện của nó 6.7 này, tĩnh điện cực luôn. Máy nặng mặt lạnh nó nặng 12,5 kg. Chất tí nước cất luôn các bác. Con này đã test chạy ok, nóng lạnh, inverter tiết kiệm điện 2 chiều ok luôn các bác nhá. Đây. Dàn lạnh này. Dàn lạnh thì siêu đẹp luôn. Máy 12, dàn lạnh siêu đẹp. Nào còn full tính năng nữa luôn các bác nhá. Lưng nia dọn dàn rồi, Eco Lavinalo. Đầy đủ cả luôn. Nóng nó cũng là 28ZKX, 1,17 kg 410. Cực nóng nặng siêu nặng 30,5 kg các bạn. Rất là nặng luôn, 30,5 kg cực nóng. Đấy. Ôi giời. Này. Ôi giời cực nóng. Cực nóng không mùi vết xước, đúng đây không mùi vết xước thật. Máy 12.000 VTU các bác nhá. Cực nóng này. Đấy, cực nóng này, siêu đẹp luôn. Trùng bóng nhoáng. Con này nặng 12,5 kg cơ mà. Máy 12, hàng full tính năng. Như con này máy 12, hàng full tính năng. Em bao đủ đồ, bắt đứng điều khiển cục đường nguồn từ 220 mà xuống 100V. Thì em bán cho bác với giá là 6,3 triệu các bác nhé. 6,3 triệu bao đủ đồ luôn. Chả thiếu cái gì. Chỉ thiếu muốn ông đồng được công lắp đặt. Đấy, còn các bác đủ luôn đồ rồi. 6,3 triệu các bác nhé. Máy 12, hàng full tính năng luôn. Eco Lalo, lưng nia dọn dàn các kiểu này. Đấy các bác nhá. Đây. Cái chú khá là đẹp. Nhìn nó như cái phi thuyền các bác. Nhìn như phi thuyền, máy 12.000. Chỉ có 6,3 triệu thôi các bác nhá. Inverter tiết kiệm điện 2 chiều, nóng lạnh sưởi, hút ẩm. Đấy các bác nhá. Các bác cần inbox cho em hoặc điện thoại trực tiếp em, số điện thoại là 096 151922 các bác nhá. Đấy, với máy 12.000 BTU này. Hàng cực chất này. Bảo hành các bác 1 tháng luôn. Chạy mỹ mãn cuộc đời luôn các bác nhá. Đấy ok, cảm ơn các bác xem video của em.